Rồi hello, xin chào tất cả anh chị cô chú đang quay trở lại kênh Điện Thoại Ngọc Sương. Chiều hôm nay là ngày 20 tháng 10 thì bên em cũng sẽ giới thiệu cho anh chị một số cái mã máy Android và một vài cái máy tính bảng hãng Samsung nha anh chị. Đó mình tham khảo con nào ok mình liên hệ trực tiếp cho em đỡ chốt hàng ha. Và số điện thoại là 0879 182 796. Số Zalo cũng là số này luôn nha anh chị. Và địa chỉ bên em là số 30 Nguyễn Tất Thành, phường 2, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ha. Anh chị có thể đến trực tiếp cửa hàng nếu mà ở gần nha anh chị. Còn ở xa là bên em sẽ ship post toàn quốc cho anh chị. Đó, đơn hàng mà từ 2 triệu trở lên là bên em sẽ bao ship cho anh chị. Còn đơn hàng nào mà dưới 2 triệu là phí ship khách hỗ trợ giúp em ha, tầm khoảng 30 đến 35k tùy khu vực nha anh chị. Bên em mới bán á, thì mình không có cần phải cọc nha anh chị. Nhận hàng kiểm tra test máy ok rồi mình mới thanh toán nha anh chị. Nếu trường hợp mà anh chị kiểm tra hàng mà có vấn đề gì đó trục trặc ha, không giống như những gì bên shop quảng cáo thì mình có quyền từ chối nhận hàng, không có mất một chi phí gì hết nha anh chị ơi. Rồi rồi đầu tiên em sẽ giới thiệu cái dòng máy tính bảng trước nha anh chị. Máy tính bảng thì đợt này em về được hai mã nha, T515 và Tab A7 nha anh chị, của hãng Samsung luôn ha. Rồi em sẽ giới thiệu cái màu đen trước. Đây là dòng máy Samsung T515. Thì hình thức con này tầm khoảng 97-98%. Đó, máy đẹp, không trầy, không xước gì hết nha anh chị. Con này màn hình của nó là 10.1 inch nha, màn hình 10.1 inch. RAM là RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Và con này pin của nó 6000 mAh nha. Đó, pin 6000 mAh. Nó hỗ trợ sạc nhanh cho mình, chu sạc là chu sạc Type-C. Và con này nó có loa kép nha anh chị, hai loa nha. Đó, loa kép rất là to luôn. Con này giá bán cho anh chị mình là 2 triệu mốt nha anh chị ơi. 2 triệu mốt là em tặng kèm cho mình một cái bộ sạc và một cái bao da mới nha. Đó, màu đen nha anh chị, Samsung T515. Giá bán cho mình là 2 triệu mốt nè. Máy là mình xài sim được nha anh chị, xài sim được, hỗ trợ mạng di động 4G cho mình đầy đủ nha. Đó, xài sim được hết nha anh chị, máy đẹp tầm khoảng 97-98%. Đó, T515 là 2 triệu mốt này. Rồi qua mã màu trắng. Màu trắng là Samsung Tab A7. Samsung Tab A7 thì cái màn hình của nó là 10.4 inch. Thì con này hình thức của nó tầm khoảng 95% nha, 95% có xước nhẹ xíu nha anh chị, nói chung còn rất là mới. Đó, 95% cho mình. Con này cấu hình RAM là RAM 3 bộ nhớ 64GB nè. RAM 3 bộ nhớ 64GB. Pin con này là tới 7000 mAh nha anh chị, pin cũng trâu nha. Đó, con này thì cấu hình của nó sẽ cao hơn con màu đen. RAM 3 bộ nhớ 64GB, pin 7000 mAh. Và con này nó có điểm nhấn nữa là nó có tới 4 loa nha anh chị, loa tứ nha, hai loa dưới và hai loa trên. Cho nên là nghe cái âm thanh nghe nhạc của nó rất là to luôn nha anh chị. Đó, loa của nó là loa tứ. Con này giá bán cho mình là 2 triệu 2 nha. Đó, máy cũng mình cũng xài sim được nha anh chị, xài sim ok nha, hỗ trợ mạng di động 4G cho mình. Đó, 2 triệu 2 tặng kèm một cái bao da và một cái bộ sạc ha. Tab A7 nha anh chị, Tab A7 là 2 triệu 2, còn Tab T515 là 2 triệu mốt cho mình nha. Đó, thích con nào thì mình lấy con đó nha anh chị. Rồi em sẽ chuyển sang dòng máy điện thoại. Mã đầu tiên của dòng máy điện thoại ngày hôm nay là mã số 1. Đây là Samsung A10. Samsung A10 thì em có bảng màu này là màu đen ha, màu đen. Máy nhỏ gọn thôi nha anh chị. Con này màn hình của nó là 6.2 inch nha. RAM là RAM 2, bộ nhớ là 32GB. Mua về xài làm máy phụ nha, cho ông bà lớn tuổi xem phim, nước bếp ok ha. Con này giá bán là 800 ngàn này. Samsung A10 bảng màu đen giá 800 ngàn, tặng bộ sạc, tặng ốp lưng và dáng cương lực đầy đủ nha anh chị. Đó, Samsung A10 giá là 800 ngàn, mã số 1 ạ. Rồi em qua mã số 2. Số 2 là dòng máy Oppo A3s. Oppo A3s nha anh chị, bảng màu này là màu xanh dương này. Đó, bảng màu xanh dương cho mình ha. RAM là RAM 3, bộ nhớ là 32GB. Kiểu dáng màn hình tay thở 6.2 inch nha. Đó, màn sáng đẹp nha anh chị, RAM 3 bộ nhớ 32GB, pin 4300. Full chức năng xài hai sim hai sóng, con này giá bán cho anh chị mình là 900 ngàn này. 900 ngàn cho mã số 2 nha, Oppo A3s là 900 ngàn. Rồi em qua mã số 3. Số 3 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A7 nha, Oppo A7 thì em có bảng màu này là màu xanh đen. Đó, bảng màu xanh đen nha anh chị. RAM là RAM 4, bộ nhớ là 64GB. Màn hình con này là 6.2 inch nha. Đó, Oppo A7.
Oppo A7 là màn hình 6.2 inch, RAM 4, bộ nhớ số 4, ghi con này pin cũng nói là 4.200 này. Đó, sạc 2 sim 2 sóng, hỗ trợ mạng di động 4G cho mình. Con này giá bán cho anh chị là 1 triệu mốt này. Mã số 3 nha anh chị, Oppo A7 giá 1 triệu mốt ạ. À, rồi tiếp tục qua mã số 4. Số 4 là một con dòng máy Samsung, đây là Samsung M11 nha anh chị. Dòng M thì nó xài rất là bền nha. Samsung M11 bản màu này là màu xanh lá. Đó, màu xanh lá cho mình nha. RAM là RAM 3, bộ nhớ là 32GB. À, kiểu dáng của nó là kiểu dáng cái màn hình nốt ruồi nha anh chị. Đó, màn hình nốt ruồi 6.4 inch. Và con này pin cũng nói tới 5000 mAh nha, pin 5000 mAh. Hỗ trợ sạc nhanh cho mình, chu sạc là chu sạc Type C này. Có vân tay đầy đủ nha. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 5000, hãng Samsung nha anh chị, Samsung M11. Hàng là hàng công ty chính hãng toàn bộ cho mình. Con này giá chỉ có 1 triệu 3 thôi. Đó, full chức năng cho anh chị nha. Mấy cái dòng này xài bền nha anh chị. Mã số 4 là 1 triệu 3 nè. Rồi em qua mã số 5. Số 5 là dòng máy Vivo. Đây là Vivo Y01. Vivo Y01 thì em có bảng màu này là màu 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 đen nha anh chị ơi. Bảng màu đen xám á. Đó, tầm khoảng 95% nha. Hàng là hàng công ty chính hãng toàn bộ cho mình nha anh chị. RAM 2, bộ nhớ 32GB nha. Con này pin của nó là 5000 mAh. Pin 5000 mAh nha, màn hình con này là 6.5 inch. Đó, Vivo Y01 nha, con này giá bán cho mình là 1 triệu mốt nè. Vivo Y01 mã số 5 giá 1 triệu mốt, con này pin của nó rất là trâu, 5000 mAh nha. Và màn hình lớn 6.5 inch. Rồi tiếp theo em qua mã số 6. Số 6 là dòng máy Vivo Y17. Vivo Y17 thì em có hai màu nha anh chị, màu hồng và màu xanh đen ạ. À, hồng và xanh đen nha, rất là đẹp luôn. Hàng là hàng công ty chính hãng cho mình. Con này bản RAM là RAM 6 nha anh chị, RAM 6, bộ nhớ 128GB. Đó, RAM 6, bộ nhớ 128GB, pin con này là 5000 mAh nha. Vivo Y17 nha anh chị, Vivo Y17 con này nó hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha. Chua sạc là chua sạc micro nhưng mà nó hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị. Màu hồng dễ thương nha, còn màu xanh đen thì nam tính nha anh chị. Có vân tay đầy đủ, con này nó có 3 camera, một đèn flash cho mình nha. Vivo Y17 này. À, giá bán cho mình là 1 triệu rưỡi nha anh chị, mã số 6 1 triệu rưỡi. Rồi em qua mã số 7. Số 7 là dòng máy Realme. Đây là Realme C12. Realme C12 thì em có bảng màu này là màu màu đỏ ha, màu đỏ. Đó, RAM là RAM 3, bộ nhớ 32GB này. RAM 3, bộ nhớ 32GB, con này pin của nó là 6000. Đó, pin 6000 là pin cực kỳ trâu bền luôn nha anh chị, rất là lâu hết pin nha. Đó, Realme C12 RAM 3, bộ nhớ 32GB. Màn hình con này là 6.5 inch nha, giá bán cho anh chị là 1 triệu 3. Realme C12 giá 1 triệu 3, bảng màu đỏ nha anh chị ơi, 3 camera, một đèn flash này. Đó, máy đẹp long lanh ha, mã số 7 là 1 triệu 3. Rồi tiếp tục qua mã số 8. Số 8 là dòng máy Vivo Y20. Vivo Y20 cái con này là màu xanh đen nha anh chị ơi, màu xanh đen. RAM 4, bộ nhớ 64GB nha, 3 camera, một đèn flash. Con này nó có vân tay nha anh chị. Vân tay tích hợp đúng nguồn cho mình nha. RAM là RAM 4, bộ nhớ là 64GB nè. À, và pin cũng nói tới 5000 mAh nha. Vivo Y20 pin 5000 mAh, màn hình lớn 6.5 inch. À, con này giá bán cho anh chị mình là 1 triệu rưỡi nha anh chị ơi. Vivo Y20 mã số 8 giá 1 triệu rưỡi nè. Rồi tiếp tục qua mã số số 9. Số 9 là dòng máy Samsung. Đây là Samsung A03. À, Samsung A03 thì em có hai màu, màu đỏ và màu đen nha anh chị, đỏ với đen ha. Đó, RAM là RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cái con này cái màn hình của nó rất là sáng nha anh chị, Samsung A03 màn sáng đẹp luôn ha. RAM 3, bộ nhớ 32GB, con này pin của nó là 5000 này. Đó, 5000 mAh, mấy cái dòng này xài bền nha anh chị, A03 giá chỉ có 1 triệu 3 thôi. RAM 3, bộ nhớ 32GB, pin 5000, mã số 9 nha anh chị, con này chua sạc của nó là chua sạc micro này. Mã số 9 là 1 triệu 3 cho anh chị nha, đỏ với đen ạ. À, rồi tiếp tục qua dòng máy số 10. Số 10 là một con dòng máy iPhone nha anh chị. Đây là iPhone 7 Plus ha,
iPhone 7 Plus bản màu đen. Con này thì May nói chung là cái hình thức của nó tầm khoảng 90-92%, có hơi nhăn nhẹ theo thời gian nha anh chị. Đó, có hơi nhăn nhẹ theo thời gian. Máy thì bị mất vân tay nha anh chị. Mất vân tay nha, còn mọi chức năng khác là ok hết nha anh chị. Không bị vướng tài khoản iCloud nha, nói chung là iCloud sạch, không vướng bận gì hết. Đó, bản 32GB nè. Giới thiệu điện thoại đây ha, iPhone 7 Plus bản 32GB. Mất vân tay còn mọi chức năng là khác là ok nha anh chị. Con này giá bán là 1,5 triệu cho mình nha. iPhone 7 Plus nha anh chị, mất vân tay còn mọi chức năng khác ok, bản 32GB nha. Không dính tài khoản iCloud gì hết. Con này giá bán 1,5 triệu là em tặng phạt ốp lưng và dán cương lực sẵn cho anh chị nè. Mã số 10 giá 1,5 triệu iPhone 7 Plus ạ. Rồi qua mã số 11. Số 11 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo Reno 3 nha anh chị, Oppo Reno 3, máy đẹp zin len keng cho mình nha. Con này tầm khoảng 99% này. Màn hình con này là màn hình Super AMOLED 6.43 inch. Đó, kiểu dáng màn hình giọt nước nha anh chị. Màn hình AMOLED rất là sáng đẹp. Phiên bản Android là 12 chấm này, RAM là RAM 8, bộ nhớ 128GB. Con này giá bán cho anh chị mình là 2,5 triệu nha anh chị. Đấy, cái cam của nó rất là nét nha anh chị. Cái dòng này chụp hình rất là đẹp luôn. Đó, giá bán cho mình là 2 triệu, thôi con này 2,4 triệu đi. 2,4 triệu cho dòng máy Oppo Reno 3 nha. 2,4 triệu mã số 11. Full chức năng hết, vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị ơi. Đó, zin đẹp 99% cho mình luôn nha. Oppo Reno 3 là 2,4 triệu cho mã số 11 này. Đó, hỗ trợ sạc nhanh. Con này nó chạy chip Helio là G95 nha anh chị. Màu này là màu trắng ha, màu trắng. Mã số 11 là 2,4 triệu. Rồi tiếp tục qua mã số 12. Số 12 là một con dòng máy Realme C15. Con này bản màu xanh dương nha anh chị. Màn hình của nó là 6.5 inch nha. Đó, màn hình 6.5 inch, RAM là RAM 4, bộ nhớ 64GB. Con này pin 6.000 nha anh chị, pin 6.000 cực kỳ trâu bò cho mình luôn nha. Đó, mấy bác nào mà thích pin trâu thì mình lấy con này xài đi. Pin rất là trâu luôn nha anh chị. Màn hình thì lớn cực kỳ, 6.5 inch. Giá chỉ có 1,5 triệu thôi nha anh chị. Mã số 2 nha, Realme C15 thanh lý cho anh chị với giá 1,5 triệu. Đó, full chức năng, máy xài 2 sim toàn bộ nha anh chị. Rồi qua mã số 13. Số 13 là dòng máy Realme C17. Realme C17 này là bản màu này là màu xanh đen nha anh chị, màu xanh đen. RAM 6, bộ nhớ 128GB nha. Màn hình con này là 6.5 inch nha anh chị, kiểu dáng màn hình nốt ruồi cho anh chị ha. Đó, màn hình 6.5 inch, RAM là RAM 6, bộ nhớ là 128GB. Con này pin của nó tới 5000 mAh, pin 5000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Vân tay ở phía sau lưng nha anh chị ơi. Realme C17, RAM 6, bộ nhớ 128GB là 1,9 triệu. Máy đẹp nha anh chị, hàng công ty chính hãng cho mình. Rồi mã số 13 là 1,9 triệu nha, RAM 6, bộ nhớ 128GB á. Rồi tiếp tục qua mã số 14. Số 14 là dòng máy Redmi. Đây là Redmi 10C nha anh chị. Redmi 10C thì em có bản màu này là màu xanh dương nha. Đó, màu xanh dương. Con này thì cái ưu điểm của nó là cái màn hình rất là lớn, 6.7 inch nha anh chị. Màn hình 6.7 inch cực kỳ lớn luôn nha. RAM là RAM 4, bộ nhớ 128GB nè. Redmi 10C nha, RAM 4, bộ nhớ 128GB. Pin của nó là 5000 mAh. Con này sở hữu chip Snapdragon là 680 nha. Đó, full chức năng, hỗ trợ sạc nhanh. Con này giá bán là 1,750 nha anh chị. Mã số 14, Redmi 10C, RAM 4, bộ nhớ 128GB, full chức năng là 1,750 nè. Rồi tiếp tục qua mã số 15. Số 15 là dòng máy Poco. Đây là Poco C40 bản màu vàng nha anh chị. Màu vàng chanh, màu vàng chuối gì đó ha. Đó, rất là đẹp luôn. Anh chị yêu thích màu vàng thì mình lấy con này xài ha. Nói chung thì cái màu của nó cũng hơi đặc biệt. Nếu mà mình không thích màu vàng thì em sẽ tặng cái ốp lưng màu đen mình che lại nha anh chị. Còn mình thích màu vàng thì em sẽ tặng cái ốp lưng màu trong á, đỡ nó tôn lên cái dáng vẻ màu vàng rất là đẹp luôn nha anh chị. Rồi, Poco C40 là của hãng Redmi luôn nha anh chị. Con này RAM là RAM 4. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Màn hình con này cũng lớn nha, 6.7 inch nha. Màn hình 6.7 inch, pin thì 6000 mAh. Con này nó cũng có hỗ trợ sạc nhanh cho mình ạ. Poco C40 nha anh chị, full chức năng hết. Con này giá bán là 1,650 nha. Đó, mã số 15 giá 1,650 nha anh chị ơi.
Rồi tiếp tục qua mã số 16. Số 16 là Oppo Reno 6Z 5G. Oppo Reno 6Z 5G thì em có hai bảng màu nha chị, màu đen và màu xanh nhạt này. Máy zin toàn bộ cho mình nha. Mấy cái dòng này thì xài rất là ok luôn nha anh chị. Màn hình của nó là màn hình Super AMOLED nha. Đó, zin toàn bộ cho mình. Màn hình Super AMOLED 6.43 inch. Vân tay hiển thị dưới màn hình nha anh chị. Con này nó hỗ trợ mạng di động 5G cho anh chị. Oppo Reno 6Z 5G này. RAM 8, bộ nhớ 128GB và con này nó sở hữu chip Dimensity là 800 nha anh chị. Đó, cam cực kỳ nét cho mình luôn ha. Con này giá bán là 2 triệu 9 ạ. À. 2 triệu 9 cho dòng máy Oppo Reno 6Z 5G nha. Đó, mã số 16 là 2 triệu 9, có hai bảng màu, màu xanh và màu đen ạ. À. Rồi tiếp tục qua mã số 17. Số 17 là dòng máy Oppo, đây là Oppo Reno 7 này. Oppo Reno 7 thì em có bảng màu này là màu đen nha anh chị ơi. Viền là viền vuông nha. Đó, hai cam tròn một đèn flash cho mình này. Con này màn hình của nó là 6.43 inch. Oppo Reno 7. Màn của nó có hơi lưu ảnh nhẹ nha anh chị, nhẹ xíu thôi không đáng kể gì hết nha. Nói chung thì máy zin toàn bộ cho mình. Oppo Reno 7 RAM là RAM 8 nha anh chị. Con này RAM 8, bộ nhớ 128GB này. Chip Snapdragon là 680 nha. Con này pin của nó là 4.500 mAh. Đó, hỗ trợ sạc nhanh cho mình nha. Con này giá bán là 2 triệu 6 này. Oppo Reno 7 nói chung là máy zin toàn bộ cho anh chị. Vân tay thì tích hợp với nguồn con này, vân tay hiển thị dưới màn hình nha. Số 17 là 2 triệu 6 này, còn có một con duy nhất thôi nha anh chị ơi, hỗ trợ sạc nhanh siêu nhanh cho mình luôn ạ. À. 2 triệu 6 ha, mã số 17 là 2 triệu 6. Rồi em lên mã số 18. Số 18 là dòng máy Oppo, đây là Oppo F11 nha anh chị. Oppo F11 thì em còn bảng màu này là màu màu xanh đen nha, màu xanh đen này. Đó, hàng công ty chuẩn chỉnh nha anh chị. Trên 95% cho mình. Con này RAM là RAM 6, bộ nhớ là 64GB. Oppo F11. RAM 6, bộ nhớ 64GB. Màn hình con này là 6.5 inch nha. Chạy chip Helio là B70 nha anh chị ơi, B70 mã số 18 là 1 triệu rưỡi này. Đó, 1 triệu rưỡi nha anh chị, có sạc, có plug và dán cường lực đầy đủ cho mình ạ. À. Số 18 là 1 triệu rưỡi. Rồi em qua mã số 19. Số 19 là dòng máy Samsung này, đây là Samsung A03s. A03s bảng màu này là màu đen nha anh chị. Samsung A03s thì nó có vân tay nha, vân tay tích hợp với nguồn cho mình. RAM là RAM 3, bộ nhớ là 32GB. À, màn hình con này là 6.5 inch nha. Đó, màn hình 6.5 inch, nó hỗ trợ sạc nhanh cho anh chị. Samsung Galaxy A03s hỗ trợ sạc nhanh cho mình. Vân tay tích hợp đúng nguồn cho anh chị. Con này giá bán là 1 triệu tư này. À, quên quên nha anh chị. Con này RAM là RAM 4, bộ nhớ 64GB chứ. Em nhầm xíu nha. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Con này giá bán là 1 triệu rưỡi nha anh chị ơi. Đây ha, RAM 4, bộ nhớ 64GB bảng màu đen này. Giá 1 triệu rưỡi. 1 triệu rưỡi nha anh chị. Có đầy đủ phụ kiện sạc, ốp lưng và dán cương lực đầy đủ. Đó, mã 19 là A03s RAM 4 64GB là 1 triệu rưỡi này. Rồi tiếp tục em qua mã số 20. Số 20 là dòng máy Samsung, đây là Samsung A12 nha anh chị ơi. Samsung A12 thì em có hai bảng màu, màu xanh lá và màu đen nha anh chị. Đó, xanh lá và đen. Thì con này hình thức của nó còn len ken nha. Đó, hàng là hàng công ty chính hãng cho mình, xài hai sim hai sóng. Con màu xanh lá thì hiện tại hết pin nha anh chị. Em sẽ giới thiệu màu màu đen trước ha. RAM 4, bộ nhớ là 128GB, pin của nó là 5.000 mAh. Hàng là hàng công ty chính hãng toàn bộ nha anh chị. Con này giá bán là 1 triệu 9 nha. Cái dòng này xài rất là bền nha anh chị, nó hỗ trợ sạc nhanh cho mình. À, chu sạc là chu sạc Type C này, có vân tay đầy đủ. Đó, màu xanh lá và màu đen, giá bán mỗi con là 1 triệu 9 nè. Rồi em qua mã số 21. Số 21 là dòng máy Realme C20. À, Realme C20 thì bảng màu này là màu xanh dương nha anh chị, bảng màu xanh dương. Con này đời 2021 nha. RAM 2, bộ nhớ 32GB. Đó, mấy cái dòng này mua về cho mấy bác lớn tuổi xài, xem YouTube, lướt web ok ha. Rất là trâu nha anh chị, pin của nó rất là trâu, pin 5.000 mAh. Giá bán cho mình là 1 triệu mốt này. Realme C20 nha, đó Realme C20. Màu xanh dương giá chỉ có 1 triệu mốt thôi nha anh chị. Mã số 21 là 1 triệu mốt. Rồi tiếp tục qua mã số 22. Số 22 là dòng máy Samsung.
Đây là Samsung A04e nha anh chị, Samsung A04 A04e bản màu hồng nha anh chị, màu hồng cam này. Máy zin toàn bộ nha anh chị, con này màn hình của nó là 6.5 inch nha, màn hình 6.5 inch. Đó. RAM là RAM 4 bộ nhớ 128 GB, em đang khởi động nguồn lên xíu nha. RAM 4 bộ nhớ 128 GB, hỗ trợ sạc nhanh cho mình, con này giá bán là 1 triệu 8 này. Đó, mã 22 nha anh chị, giá 1 triệu 8, RAM 4 bộ nhớ 128 GB nha. Đó, full toàn bộ nha anh chị, nó đang hết pin á. Rồi tiếp tục qua mã số 23. Số 23 là dòng máy Oppo A52. Oppo A52 thì em có bảng màu này là màu xám, xanh và tím nha anh chị, xám, xanh, tím, nó có 3 màu phối với nhau nha. Đó, rất là đặc biệt luôn. Con này RAM là RAM 6 bộ nhớ 128 GB. Màn hình con này là 6.5 inch nha, nó hỗ trợ sạc nhanh cho mình, và con này nó có hỗ trợ loa kép nha anh chị. Loa kép cực kỳ to luôn nha anh chị ơi, con này giá bán cho mình là 1 triệu 8 này. Oppo A52 nha, Oppo A52 hỗ trợ sạc nhanh, giá 1 triệu 8 cho anh chị. Đó, mã số 23 là 1 triệu 8 nha anh chị, full chức năng hết. RAM là RAM 6, bộ nhớ là 128 GB. Hàng là hàng công ty chính hãng toàn bộ cho mình nha. Đó, Oppo A52 này, 1 triệu 8 ạ. À. Rồi qua mã số 24. Số 24 là dòng máy Oppo. Đây là Oppo A31 nha anh chị, Oppo A31 thì em có hai màu, màu đỏ và màu xanh nhạt này. Đỏ và xanh nhạt nha. Đó, trên 95% về hình thức. À, con này RAM là RAM 4, bộ nhớ là 128 GB. RAM 4 bộ nhớ 128 GB nha anh chị, con này pin của nó tới 4.300 mAh nha. Đó, xài hai sim hai sóng, hỗ trợ mạng di động 4G cho mình, hàng là hàng công ty chính hãng nha. Con này giá bán là 1 triệu rưỡi này. Oppo A31 nha anh chị, Oppo A31 giá 1 triệu rưỡi. Rồi tiếp tục qua mã số 25. Số 25 là dòng máy Oppo A73 5G. Oppo A73 5G thì em có hai bảng màu, màu đen và màu tím nha anh chị. Đó, hình thức con này tầm khoảng 97-98% nha, đẹp len ken không trầy xước. Màn hình con này là 6.5 inch nha anh chị, màn hình full HD cộng nha, 6.5 inch. RAM là RAM 8, bộ nhớ là 128 GB. Đó, hỗ trợ mạng di động 4G, quên, con này là hỗ trợ mạng di động 5G nha anh chị. RAM 8, bộ nhớ 128 GB, hỗ trợ mạng 5G cho mình ha. Oppo A73 5G nha anh chị. Đó, pin con này là 4.000 mAh. Vân tay tích hợp đúng nguồn cho mình, hỗ trợ sạc nhanh nha. A73 5G, con này giá bán là 1 triệu 9 này. Màu tím và màu đen nha anh chị, mấy cái dòng này xài rất là mướt luôn ha. Đó, rất là mướt nha anh chị. Cam thì ok, cam của nó đẹp tuyệt vời luôn. Oppo A73 5G nha, cam của nó rất là đẹp, giá bán là 1 triệu 9 này, có hai màu, màu đen và màu tím ạ. Rồi cuối cùng là một con dòng máy máy mới full hợp nha anh chị. Đây là dòng máy Redmi. Redmi Note 13 Pro 5G nha anh chị ơi. Con này là máy mới full hợp nha, chưa qua sử dụng đây. Đó, Redmi Note 13 Pro 5G, bảng màu này là màu đen này. Mới 100% chưa qua sử dụng nha anh chị, đẹp len ken luôn nè. Màn hình con này là màn hình Super AMOLED nha. Đó, màn hình AMOLED 6.67 inch. Tần số quét của màn hình lên đến 120 Hz nha anh chị. Con này bảng RAM là RAM 12 cộng 4 nè. RAM 12 cộng 4, bộ nhớ là 256 GB. Đó, cấu hình của nó rất là cao luôn ha. Và pin thì tới 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 67W. Đó, đặc biệt con này cái cam của nó lên đến 200 MP nha anh chị. Cam của nó rất là nét luôn nha anh chị ơi. Đó, cam cực kỳ nét cho mình nha, 200 MP luôn. Đó, zoom lớn rất là nét luôn nè. Con này giá bán cho mình là 5 triệu 7 nha anh chị, 5 triệu 7. Redmi Note 13 Pro 5G nha anh chị, RAM 12 cộng 4, bộ nhớ là 256 GB. Đó, full toàn bộ cho mình luôn, máy chưa qua sử dụng. 5 triệu 7 nè, tặng kèm một cái bộ sạc nhanh, ốp lưng dán cương lực đầy đủ. Sạc là sạc zin theo nó luôn nha anh chị, nói chung là đây, sạc zin theo nó luôn nha, 67W nè. 5 triệu 7 nha anh chị ơi. Hàng máy mới full hợp 100% cho mình ạ. À. Redmi Note 13 Pro 5G bảng màu đen nè. Rồi hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một vài mã như vậy thôi ha. Thì anh chị cứ tham khảo nha. Xem con nào ok hợp lý mình liên hệ trực tiếp cho em đỡ chốt hàng nha anh chị. Số điện thoại thì em có để trên màn hình nha anh chị. 0879182796 nha. Rồi Ngọc Sương xin chào tất cả anh chị cô chú và hẹn gặp lại video tiếp theo ạ. À. Bye bye.